Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trong video ngày hôm nay, Top KVN sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái dòng xe trong phân khúc hạng D. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng, bản tiêu chuẩn, được sản xuất năm 2021. Tuy nhiên, model sẽ là model của năm 2020. Thì quý anh chị và các bạn, chúng ta cũng đã biết rằng mẫu model mới của Santa Fe 2021 vừa qua đã ra mắt với mức giá niêm yết của bản xăng tiêu chuẩn sẽ là 1 tỷ 030 triệu đồng. Và đây cũng chính là giá bán tại cái thời điểm vừa ra mắt này. Thì cùng với đó, sự ra mắt của bản mới như vậy thì trong video này Top K sẽ giới thiệu đến quý chị các bạn về phiên bản cũ. Rất nhiều khách hàng, những anh chị khách hàng sau khi mà nhận được phiên bản mới với mức giá như vậy thì nhiều khách hàng chúng ta sẽ lại quan tâm với phiên bản cũ với mức giá cực kỳ ưu đãi tại thời điểm này tại đại lý của mình. Bản cũ này hiện tại đang có mức giá niêm yết chỉ là 995 triệu đồng, đó là mức giá niêm yết. Tuy nhiên, mức giá bán của đại lý lại hoàn toàn khác với những cái chương trình ưu đãi giảm cực sâu dành cho quý anh chị các bạn. Với mức giá giảm cho quý anh chị các bạn đâu đó lên tới so với phiên bản mới giảm đâu đó khoảng tầm 80 triệu đồng cả tiền mặt và phụ kiện dành cho quý anh chị các bạn. Như vậy là mức giá chênh nhau đến 80 triệu đồng thì hoàn toàn chúng ta có thể suy nghĩ và chúng ta có thể là hướng tới cái phiên bản cũ này. Với những cái tính năng cơ bản và những cái chức năng về an toàn, tiện ích và những cái trang thiết bị option cũng vô cùng là ok trong cái tầm tiền hơn 900 triệu đồng như này thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là ok dành cho quý anh chị các bạn. Thì đầu tiên em mình cũng xin phép là cập nhật cho quý anh chị các bạn về mức giá mới nhất của lăn bánh mới nhất của phiên bản xăng tiêu chuẩn này, được sản xuất năm 2021 với màu sẽ là màu trắng và màu đen thôi. Mức giá lăn bánh ở tỉnh anh em sẽ cần bỏ ra sẽ là 1 tỷ 057 triệu đồng là có thể lăn bánh. Ở Hà Nội thì chúng ta sẽ cần bỏ ra là 1 tỷ 097 triệu đồng là có thể lăn bánh. Và ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ cần bỏ ra mức giá sẽ là 1 tỷ 087 triệu đồng có thể lăn bánh bản xăng tiêu chuẩn này rồi. Tiếp theo, với những khách hàng mà mua trả góp thì chúng ta sẽ cần đâu đó sẽ là 305 triệu đồng là có thể lăn bánh. Và những khách hàng mà ở Hà Nội chúng ta sẽ cần mức giá sẽ là 343 triệu đồng đã có thể lăn bánh về phiên bản xăng tiêu chuẩn này rồi. Và cuối cùng là khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ cần tối thiểu sẽ là 323 triệu đồng là có thể lăn bánh về phiên bản xăng tiêu chuẩn này rồi. Với những khách hàng mà mua bản xăng tiêu chuẩn này thì về cơ bản chúng ta sẽ có cũng nhiều lợi thế. Thứ nhất là về mặt giá cả. Cái thứ hai, năm sản xuất của chúng ta cũng sẽ là năm 2021 chứ không phải là năm 2020. Tuy có cái mẫu model là phiên bản cũ thôi nhưng với mức giá chênh lệch như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể suy nghĩ lại và có thể là lựa chọn phiên bản này thay vì chúng ta lựa chọn về những cái dòng xe trong phân khúc hạng C, crossover cỡ C, ví dụ là Tucson hay là Mazda CX-5 hay là Toyota Corolla Cross phiên bản hybrid. Đó là những cái sự lựa chọn chúng ta hoàn toàn có thể là lưu ý và linh động thêm. Còn về những cái trang thiết bị option của phiên bản mới này thì hoàn toàn anh chị em chúng ta có thể là yên tâm được với những cái trang bị, ví dụ như là mặt ca lăng thì vẫn là mặt ca lăng rất là hiện đại và rất là thể thao. Những cái công nghệ trang bị cho đèn của phiên bản cũ này chúng ta vẫn được trang bị là đèn bi halogen. Ngoài ra đèn sương mù của chúng ta vẫn sẽ là đèn halogen cho ánh sáng màu vàng. Về cơ bản là như vậy. Còn ví dụ như là chúng ta có thể quan tâm thêm, ví dụ như là trang bị ở phần thân xe trên trước màn ảnh của các bạn. Phần thân xe thì thường chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần la răng của xe. La răng của phiên bản cũ này thì anh em có thể để ý là mặt la răng nhìn cũng rất là thể thao, phay cách điệu theo cái hình xoắn ốc nhìn cũng rất là đẹp. Và mặt la răng này là la răng 18 inch với phiên bản tiêu chuẩn. Còn với phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp của chúng ta sẽ là la răng 19 inch, tương tự như phiên bản mẫu model mới. Phanh ABS cân bằng điện tử và được trang bị cả 4 bánh đều là phanh đĩa. Lốp sử dụng thì cả hai phiên bản mới và cũ của chúng ta sẽ đều được trang bị là lốp cung hô thôi, quý như các bạn ạ, cũng không có đặc điểm gì khác nhau. Còn sang cái phim về cái phần gương chiếu hậu của xe thì đây cũng là một đặc điểm mà chúng ta cũng rất là đáng lưu tâm. Đó chính là gương chiếu hậu được gập điện, chỉnh điện và có cụp gương tự động. Với phiên bản cũ này thì chúng ta chưa được trang bị, đó chính là cảnh báo điểm mù. Đó, phần tay nắm cửa của chúng ta trước mắt các bạn đây thì cũng là đều được trang bị là nút mở chìa khóa thông minh Smart Key kia rồi. Tay nắm cửa vẫn được ốp mạ chrome ở phía bên trên. Phần phía bên dưới này thì chúng ta có thể để ý thấy rằng là chúng ta vẫn được trang bị ở đây, đó chính là về cái thanh nẹp ngang xe này. Nhìn nó sẽ giúp cho cái phần thân xe này
cứng cáp hơn với cái một cái thanh nẹp nhựa đen như này. Hoàn toàn anh em chúng ta có thể là trang bị thêm, đó chính là ốp thêm cái phần chrome vào cái thanh nẹp đó, sẽ giúp nó nổi bật hơn. Với phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ là được ốp mạ chrome rồi. Sang cái phần đằng sau của cái phần thân xe này thì anh em chúng ta có thể để ý thấy rằng là phần đằng sau này thì cái phần đèn này nhìn cũng rất là chỉn chu và tương tự như phiên bản của mẫu model năm 2021. Nó không có đặc điểm gì khác nhau về cái phần đèn hậu phía sau này cả. Anh em vẫn được trang bị một cái cụm đèn phía sau, khi mà anh em bật đèn lên thì cái công nghệ 3D của phần đèn hậu phía sau này sẽ được vô diễn ra và nhìn rất là có chiều sâu và cũng rất là ấn tượng với phần công nghệ đèn này. Đó, phần chữ ở đây là dưới là chữ Santa Fe, với phiên bản tiêu chuẩn của chúng ta sẽ là chữ Santa Fe thôi. Logo trung tâm của anh em vẫn sẽ là logo của Hyundai được ốp mạ chrome sáng bóng ở đây. Về cái phần trang bị về những cái tính năng an toàn, phần đằng sau này anh em được trang bị đó chính là một cái bốn cái cảm biến lùi đằng sau anh em ạ. Bốn cái chấm này đó chính là cái cảm biến lùi đằng sau, sẽ giúp anh em chúng ta căn chỉnh khi chúng ta lùi đỗ một cách an toàn nhất. Đặc biệt nữa là chúng ta được tích hợp luôn đó chính là một cái camera lùi theo xe. Camera lùi này sẽ tích hợp theo xe luôn. Và đương nhiên khi mà được trang bị về camera lùi này, anh em hình dung là chúng ta sẽ được trang bị luôn đó chính là về cái màn hình giải trí ở trên xe. Màn hình giải trí ở trên xe tích hợp theo xe luôn. Phần đuôi gió sau phía trên này anh em vẫn được trang bị đó chính là về cái đèn phanh ở bên trên này. Khi anh em phanh thì cái đèn này sẽ trực tiếp sáng lên. Một cái đặc điểm lưu ý nữa là cái phần trần xe, anh em để ý này, những cái đường gân dập nổi trên cái phần trần xe này sẽ giúp cái phần trần xe này nhìn sẽ tương đối là cứng cáp hơn. Phần tiếp theo anh em sẽ quan tâm nó chính là với bản xăng này, một dung tích là 2.4 thì trong những cái cung đường ngoài đô thị thì đâu đó cũng chỉ tiêu hao là 6,81 lít thôi. Trong những cung đường trong đô thị là 11,85 lít và trong những cung đường kết hợp theo công bố của nhà máy sẽ là 8,65 lít cho anh em. Với mức tiêu hao nhiên liệu một máy xăng 2.4 như này thì mình nghĩ rằng anh em hoàn toàn có thể là yên tâm về mức tiêu hao nhiên liệu như này. Chúng ta không quá băn khoăn về mức tiêu hao nhiên liệu. Tiếp theo thì mời anh em chúng ta sẽ vào không gian nội thất bên trong của xe. Vào không gian nội thất bên trong của xe thì chúng ta sẽ quan tâm đó là màu nội thất sẽ là màu đen hoàn toàn với cái mẫu model của năm 2020 như này, sản xuất 2021, tuy nhiên sẽ là mẫu model cũ. Màu sẽ là màu nội thất đen, khác biệt so với phiên bản của 2021. Ghế của anh em vẫn được trang bị là ghế chỉnh điện 10 hướng, ghế chỉnh điện, và phần ghế da sẽ là ghế da được bọc chất liệu da tương đối là cao cấp, và những cái đường khâu mũi chỉ độ hoàn thiện chi tiết hoàn toàn là ok được. Phần ghế này cũng sẽ là được trang bị là ghế có cái lỗ thông khí và được cách điệu những cái đường khâu chia vân ra nhìn rất là ok. Sang cái phần tay nắm về cái phần bọc vô lăng của xe sẽ là vô lăng chỉnh gật gù và vô lăng được bọc da cao cấp. Trên vô lăng được tích hợp đầy đủ những nút bấm về điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh và đàm thoại rảnh tay. Trên cái phần vô lăng này sẽ được tích hợp luôn đó là túi khí ở ngay cái phần bấm vị trí còi này cho anh em. Đương nhiên với bản tiêu chuẩn trong cái tầm tiền này, anh em sẽ được trang bị đó là cruise control rồi. Được trang bị về cruise control này khi mà đi trong những cung đường dài thì anh em rất là quan tâm đến cái vấn đề này. Về phần gạt mưa sẽ được trang bị sẽ là gạt mưa tự động. Gạt mưa sẽ là gạt mưa tự động với những cái chức năng điều khiển. Phần đèn của xe cũng là đèn tự động, auto tự động luôn. Khi mà các bạn đi trong những cái cung đường mà trời sáng thì đèn sẽ tự động tắt và trời tối thì đèn sẽ tự động sáng lên cho các bạn khi mà chúng ta bật về chế độ auto. Đó, chế độ auto luôn luôn là chế độ tự động rồi. Tiếp theo thì các bạn có thể để ý là với phiên bản cũ này thì chúng ta vẫn được trang bị một cái màn hình giải trí ở đây. Trên đó vẫn tích hợp đầy đủ như phiên bản mới nhất, đó chính là radio kết nối AUX, kết nối Bluetooth, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Và hệ thống điều hòa của xe vẫn sẽ là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập với Hyundai Santa Fe phiên bản cũ như này. Hệ thống điều hòa tương tự như phiên bản cũ thôi, hai vùng độc lập, điều hòa là điều hòa tự động. Trên đó chúng ta sẽ được tích hợp đầy đủ những cái tính năng, ví dụ như là công tắc AC, điều chỉnh quạt gió và những cái chức năng về sấy kính, sấy ghế, sấy gương. Về hệ thống hộp số của xe sẽ là hộp số tự động 6 cấp. Trên cái bảng điều khiển vị trí cần số này sẽ được tích hợp những cái nút bấm như remote các hoặc là hỗ trợ đổ đèo đây, hoặc là nút bấm về những cái nút về cảm biến lùi của xe hay là view toàn cảnh của xe.
Trên đây anh em có thể để ý này, chúng ta được trang bị luôn, đó chính là cái bệ tỉ tay được bọc da cao cấp, những cái đường khâu mũi chỉ rất là ok. Về cơ bản thì không gian nội thất bên trong của phiên bản cũ này cũng rất là ok, nhiều người vẫn thích phiên bản cũ này. Vô lăng anh em có thể lưu ý thêm với phiên bản tiêu chuẩn nữa là anh em vẫn được tích hợp, đó là lẫy chuyển số trên vô lăng khi mà anh em đi vào chế độ là bán tự động. Đó cũng chính là những cái tính năng trên cái dòng xe bản tiêu chuẩn như này cũng rất là ok. Bản tiêu chuẩn thôi nhưng các bạn vẫn được trang bị đó là 6 túi khí, hoàn toàn tương tự như cái phiên bản mới hoặc là phiên bản cao cấp, nên chúng ta yên tâm về những cái tính năng an toàn. Được tích hợp đầy đủ như là kiểm soát ổn định thân xe, những cái tính năng cảnh báo va chạm thì chúng ta chưa được trang bị như phiên bản mới. Ngoài ra khi mà sang cái hàng ghế thứ sau, hàng ghế thứ hai thì các bạn vẫn được trang bị ở đây, đó chính là cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai này cũng đã được tích hợp rồi. Khi mà luân chuyển cái dòng không khí lạnh xuống hàng ghế thứ hai sẽ tốt hơn và nhanh hơn. Phía dưới chúng ta sẽ được trang bị đó là hai cái cổng sạc nhanh. Khi mà chúng ta cắm cái cổng sạc nhanh này thì sạc điện thoại của các bạn sẽ rất là nhanh gọn hơn rất là nhiều. Cổng USB tuy nhiên sẽ là sạc nhanh cho các bạn. Hàng ghế thứ hai của một cái dòng xe 7 chỗ thì các bạn hoàn toàn có thể là yên tâm. Đó. Một cái đặc điểm lưu ý khi mà các bạn mua xe Hyundai Santa Fe phiên bản theo cái mẫu cũ như này, Mẫu sản xuất 2021 như model cũ như này, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Xe nó sẽ là xe mới 100%. Và đâu đó xe sẽ về đại lý là khoảng tầm giấy xuất xưởng của bạn sẽ khoảng tầm từ tháng 3 các bạn nhé. Nên hoàn toàn chúng ta có thể lưu ý và yên tâm về cái vấn đề như này. Hoàn toàn trong cái tầm tiền như này, các bạn chúng ta có thể yên tâm sự lựa chọn cố thêm một chút. Khi mà chúng ta quan tâm về những cái dòng xe crossover hạng C thì hoàn toàn các bạn có thể là lưu tâm về cái bản xăng cao cấp như này. Với mức tiêu hao nhiên liệu tuy là một máy 2.4 nhưng mà đâu đó chỉ khoảng tầm 7 lít thì chúng ta hoàn toàn có thể là yên tâm được. Vậy thì những anh chị, những khách hàng nào mà chúng ta quan tâm về những cái dòng xe trong cái tầm tiền hơn 900 triệu như này thì hãy liên hệ trực tiếp với mình theo cái hotline mà mình đặt ngay bên dưới video này. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý anh chị và các bạn. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để chúng ta luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Topcar VN. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau của Topcar VN.